xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và cũng đâu đó nửa tháng rồi, hơn nửa tháng rồi mình không có ra vay một cái video nào cho các bạn xem hết. Đấy, thì nói chung mình cũng nhớ các bạn lắm chứ. Nhưng mà bận việc học hành với lại là gói hàng đồ cho các bạn đó, cho nên là mất rất là nhiều thời gian luôn. Vì thế là mình không có ra một cái video nào cho các bạn xem được. Đó, vì thế là các bạn thông cảm giùm mình nha. Rồi và hôm nay thì mình mới thi xong ngày hôm qua. Đấy, cho nên là hôm nay mình sẽ quyết định tranh thủ thời gian để mà ra một cái video nào đó cho các bạn xem. Rồi và hôm nay sẽ là tiếp tục một cái video chia sẻ nhỏ nhỏ của mình. Đấy, vì mình thấy là những cái video chia sẻ như thế này á, thì các bạn xem trên kênh của mình nó rất là thích luôn. Và cứ kêu mình ra những cái video chia sẻ đấy, về kinh nghiệm nuôi hamster được cho các bạn xem, để các bạn có thể nuôi hamster của bạn tốt hơn đó. Hôm nay mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ là chia sẻ về vấn đề nhỏ nhỏ trong quá trình các bạn nuôi hamster. Đó là về cái cách mà các bạn tắm cho mấy con chuột này á đó. Thì nói chung là tắm cho mấy con chuột này thì nói chung là những bạn nào mà nuôi lâu rồi thì các bạn đã là quen rồi đúng không, đã rành rồi, đã rất là đơn giản với những cái bạn đã nuôi lâu luôn. Còn ngoài ra thì trên kênh mình á thì có những bạn mới vào nuôi đó, những bạn chuẩn bị nuôi hoặc là những bạn đang tập nuôi. Vì thế là hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái video nhỏ này về cái cách mà các bạn có thể tắm cho hamster nha. Đấy, thì tắm cho hamster á thì chúng ta sẽ có hai cách tắm. Cái thứ nhất là tắm bằng nước và cái thứ hai là tắm bằng cát. Nhưng mà cái tắm bằng nước á, thì mấy video trước á, thì mình cũng có làm có 1-2-3 cái video gì đó tắm bằng nước. Nhưng mà mình đã khuyến cáo với các bạn là khi nào mà cái con chuột của các bạn á, lông của nó mà dạng như là bị dơ dữ lắm nha. Đấy, lông của nó bị dơ hay là bị dính màu gì đó. Đấy, các bạn nuôi trong quá trình nuôi lông nó bị dơ, thiệt là dơ hoặc là bị dính màu, mà các bạn tắm cát nó không thể sạch được á, thì các bạn hãy tắm nước. Thì đối với tắm nước á, thì các bạn phải gọi là tắm nước ấm và lựa cái ngày nào mà buổi sáng có nắng á, để nắng sáng nha các bạn. Đó, các bạn tắm xong rồi các bạn đem nó ra phơi khoảng đâu đó 5 phút, hoặc là các bạn thấy khi nào cái bộ lông của nó hơi khô một tí á thì các bạn đem vào. Đó, và lưu ý là tắm nước nha, và tắm thiệt là nhanh vào chứ đừng có tắm gọi là lâu quá thì có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe của mấy con chuột này. Tắm nước thì mình không khuyến khích các bạn tắm nha. Còn cái cách tắm tốt nhất là các bạn tắm bằng cát cho nó nha. Đây. Thì cát thì mình sẽ sử dụng cát chuyên dành tắm cho hamster nha các bạn. Đó, chứ các bạn đừng có ra chợ mà mua cái mấy cái cát mà người ta để vô lư hương rồi đó. Đó, các bạn tắm là bậy nha. Các bạn phải tắm bằng cát chuyên dành cho hamster. Đấy, thì ở ngoài những các shop hoặc là hiện tại bên mình có bán những bịch cát như thế này. Đấy, giá thì 15 ngàn một bịch, bên mình bán là với giá 15 ngàn một bịch như thế một ký. Và cát này là người ta đã diệt khuẩn sẵn rồi, rất là sạch. Đấy, cát trắng rất là sạch và mịn. Và trong này thì người ta đã có tẩm mùi thơm sẵn rồi, cho nên các bạn tắm là có bộ lông của hamster của bạn nó sẽ thơm luôn. Các bạn không cần là xịt dầu thơm gì cho nó hết. Đó. Thì tắm cát này thì nó rất là thích hợp đối với những cái con chuột hamster nhỏ như thế này. Đó, và không có gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe của nó. Rồi, và để tắm cát cho hamster á thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều cái cách tắm khác nhau. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ trong cái video này một vài các cách tắm cơ bản mà các bạn có thể gọi là áp dụng tại nhà luôn nha. Cách thứ nhất là bây giờ mình sẽ khui cái bịch cát này ra trước đi nha. Cát này rất là dễ khui luôn, tại vì ngay cái chỗ này nó sẽ có một cái lỗ nhỏ nhỏ người ta cắt sẵn đây luôn. Các bạn chỉ cần xé ra một miếng nhỏ như thế thôi là vừa nha. À quên nữa, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bảo quản cái bịch cát này khi các bạn xài còn dư nha. Ví dụ các bạn xài còn một ít thôi đúng không, mỗi lần các bạn cho nó tắm là các bạn chỉ đổ ra một ít thôi, thì cái phần còn dư lại á, một là các bạn có thể lấy cái thùng dây thùng, các bạn cột cái miệng này lại cho nó kín thì nó sẽ không có bay cái mùi thơm và các bạn có thể bảo quản được rất là lâu. Cách thứ hai là các bạn vẫn cột cái dây thun lại nha, và các bạn kỹ nữa thì các bạn có thể để vào một cái hũ và các bạn đậy nắp kín lại thì cái mùi thơm nó sẽ được giữ hoài. Còn các bạn mà cứ để cái miệng như thế này đó, trống không như thế này mà các bạn để ở ngoài không khí bình thường á thì nó sẽ bay cái mùi thơm hết nha. Đấy, nói chung là nó chỉ bay cái mùi thơm thôi chứ nó không có ảnh hưởng gì hết. Và các bạn bảo quản cái bịch cát này thì các bạn để nơi mà khô thoáng đó, bình thường thôi chứ đừng có để nơi ẩm quá đó. Rồi thì để tắm cho nó thì chúng ta sẽ có những cái cách đơn giản như sau. Cái thứ nhất là các bạn để cát vào cái nhà tắm cho nó. Nhà tắm thì các bạn có thể sử dụng những nhiều cái nhà tắm khác nhau phù hợp đối với những cái con chuột các bạn đang nuôi nha. Ví dụ ở đây mình ví dụ cho bạn một con chuột nhỏ thì mình có thể sử dụng cái nhà tắm cano này đó, thì khá là rộng rãi. Hoặc là các bạn sử dụng cái nhà tắm nhựa nhỏ cũng được đó, 20.000 cái đó, các bạn có thể sử dụng cái loại đó cũng được. Rồi thì các bạn có thể để đổ cát vào đây, đổ cát vào nhà tắm, các bạn đổ một lớp vừa phải thôi, đừng có nhiều quá đó. Rồi các bạn đậy cái nắp nhà tắm lại. Cái công dụng của cái nhà tắm là gì thì khi mà con chuột nó vào để tắm
thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ đầu, nó bới đó. Và cái công dụng của nhà tắm là nó sẽ giúp cho cát nó đỡ văng ra ngoài hơn thôi đó. Đối với những cái nhà tắm mà có cửa như thế này á, thì cái phần trăm mà cát nó văng ra rất là ít. Còn những nhà tắm mà nhựa mà cái cửa nó không có cái nắp á, thì nó cũng vẫn văng ra nhưng mà nó ít thôi đấy. Thì đó là cái công dụng của cái nhà tắm. Xong thì các bạn để vào lòng, để vào cái lòng, rồi các bạn để cái nhà tắm này vào lòng đó. Cái lòng của mình hơi nhỏ, nếu như cái lòng bạn nào mà nhỏ quá thì các bạn có thể lấy lựa cái nhà tắm nó nhỏ hơn nha. Cái lòng của mình nó hơi nhỏ, mình để cái nhà tắm nó khá là lớn, nó không được cân xứng cho lắm. Rồi đậy nắp lại và các bạn để con chuột của bạn vào cho nó. Ây da, con chuột này nó trốn thoát các bạn ơi. Rồi các bạn để con chuột của bạn vào lòng bình thường đó. Rồi khi nào mà nó tắm á thì nó sẽ tự động nó chui vào cái nhà tắm của, và nó sẽ là lăn lóc rồi nó bơi gì đó ở trong là nó sẽ tự tắm. Cái đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai đó, với những bạn nào mà cái lồng nhỏ quá như là cái lồng này á, thì các bạn, một là các bạn có thể mua cái nhà tắm nhỏ để vừa với cái lồng của bạn, hai á là để các bạn là tiết kiệm cái diện tích á, tại vì tại vì các bạn để nhà tắm vào mà 24/24 á thì nó sẽ chiếm một cái diện tích khá là lớn và dẫn đến là cái con chuột của bạn, cái không gian sinh hoạt con chuột của bạn nó sẽ bị nhỏ lại. Vì thế là các bạn có thể để theo để một tuần hai lần thôi đó. Ví dụ như là một tuần có 7 ngày đúng không, thì các bạn có thể để cái nhà tắm vào cho nó tắm 2 ngày. Và cái khoảng thời gian các bạn để là các bạn có thể để khoảng 3-4 tiếng thôi. Các bạn lấy cái nhà tắm ra đó, để cho cái không gian của chiếc lồng nó sẽ rộng rãi hơn cho con chuột nó chơi nha. Đấy, ví dụ con chuột của mình nè đó, để mới để cái nhà tắm vô nó vào nó tự tắm nha đó. Ok. Còn những bạn nào mà cái lồng nhỏ quá thì các bạn có thể mua cái nhà tắm nhỏ lại, hoặc là để cái nhà tắm một tuần hai lần thôi, để vào cho nó tắm xong khoảng 3 tiếng hay là gì đó các bạn lấy ra. Còn lồng của bạn nào mà gọi là rộng rồi á thì các bạn có thể để cái nhà tắm trong đó 24/24 luôn. Ở khi nào mà các bạn thấy nhà tắm nó bị dơ hoặc là cái con chuột nó có lỡ tiểu vào rồi đó, thì các bạn lấy cái nhà tắm nó ra thay cái cát tắm mới và các bạn để vào bình thường nha. Và cái cách thứ ba, các bạn có thể cho con chuột của bạn tắm bằng cái cách là khi mà các bạn thay chuồng á, thì các bạn trong quá trình mà các bạn thay lớp chuồng cho nó thì các bạn có thể lấy thêm một cái thùng nhỏ nhỏ như thế này, hoặc là một cái thau nhỏ cũng được, các bạn đổ cát ra. Đấy, đổ cát ra như thế này đó. Các bạn lấy một cái thau nhỏ thôi để cho tiết kiệm cát nha. Các bạn đổ một lớp mỏng thôi. Đấy, đừng có nhiều quá, này mình đổ hơi nhiều rồi. Rồi, trong quá trình mà các bạn thay chuồng đúng không, thì các bạn bắt con chuột của bạn và để vào đây. Đấy, cho nó tắm. Rồi, khi nào các bạn thay xong á thì các bạn có thể là bắt nó vào đó. Thì trong quá trình đó thì con chuột của bạn thì nó đang tắm luôn đó, rất là tiện luôn đúng không. Rồi, các bạn có thể để trong đây 10-15 phút cho con chuột của bạn nó tự tắm nha. Rồi và sau khi mà các bạn để con chuột của bạn trong một cái thùng cho nó tắm như thế này khoảng 15 phút rồi đúng không? Rồi các bạn thay chuồng xong luôn rồi, thì các bạn bắt con chuột của bạn để vào chuồng bình thường. Đó, là nó sạch sẽ luôn. Rồi, đó là cách thứ ba. Còn cách thứ tư cũng là cách cuối cùng, cách này là dành cho mấy con chuột làm biếng nha. Tại vì chuột hamster á không phải là con nào nó cũng chịu tự tắm nha các bạn. Có những con nó tự tắm, nó tự chui vào nhà tắm, nó tự lăn, nó tự tắm cho cơ thể nó sạch luôn. Còn có những con rất là làm biếng, đấy nó không có chịu tắm đâu. Thì thế là các bạn phải chọn cách thứ tư là các bạn tắm cho nó. Đó. Thì nói chung là phận làm sen thì nó rất là khổ luôn. Đó, vì thế là các bạn chọn quyết định nuôi một cái con vật nuôi nào rồi thì các bạn chịu khó cực với nó một tí nha. Rồi và cách thứ tư là các bạn tắm cho nó. Tắm cho nó thì chúng ta tắm như thế nào? Tắm cho nó thì các bạn cũng lấy ra một cái thau như thế này, một cái thùng như thế này. Rồi, và các bạn vẫn đổ cát, một cái lớp cát trong cái thùng như thế này nha, một lớp mỏng thôi. Rồi các bạn bắt nó ra như thế này nè. Đó, rồi các bạn lấy cát, các bạn rải lên lông của nó. Đó. Đó, đối với những con chuột nào làm biếng á thì các bạn sử dụng cách này nha. Rồi, lấy tay xoa xoa nhẹ nhẹ lông của nó, cho cát nó thấm những cái nước tiểu hoặc là cái chất bẩn ở trong lông của nó ra bên ngoài. Rồi, các bạn lưu ý nha, là các bạn chỉ rải cát từ cái phần cổ nó xuống dưới thôi. Còn từ cái phần mà cổ nó trở lên á thì các bạn không được rải nha. Rải nhiều khi đi vô cái lỗ tai của nó thì sẽ ảnh hưởng đến nó bị ngứa hay là gì đó, rất là khó chịu. Đấy, các bạn rải cát lên. Dạ, các bạn để lên tay bình thường nha. Đối với những con chuột nào mà nó không có nhoi nhiều như con này á thì mình tắm cho nó sẽ rất là dễ. Và những con chuột mà nó nhoi nhoi quá thì các bạn tắm thì nó sẽ hơi khó một tí. Đấy. Rồi sau khi các bạn tắm ở phần lông trên của nó rồi thì mình ngửa nó ra. Đấy, cầm nhẹ nhẹ thôi, ngửa ra, rải lên phần bụng của nó. Tắm phần dưới luôn cho nó sạch nha các bạn. Tại vì mấy con chuột này nó nằm trên cái lớp mùn cưa thì nó sẽ dính cái nước tiểu của nó, không ít thì cũng nhiều. Thì cái lông nó khá là dơ, vì thế là các bạn phải tắm cho nó thường xuyên một tí cho cái lông nó sạch. Cũng như là đảm bảo cho cái lông nó sẽ được đẹp nữa. Chuột nào đẹp thì các bạn ngắm nó sẽ là phê hơn đó, ngắm nó sẽ đã hơn đúng không. Đấy, tắm sương sương vậy thôi là nó sẽ sạch nha các bạn, lông nó sẽ mịn và đẹp hơn. Ok, và đây là cách thứ tư các bạn có thể áp dụng đối với những con chuột làm biếng nha. Tại vì không phải con chuột nào nó cũng tự tắm đâu đó, có con thì nó tự tắm, khi các bạn để nhà tắm vô thì nó sẽ tự động tắm luôn. Còn có những con rất làm biếng, nó không chịu tự tắm đâu.
Rồi, và đó là 4 cách mà các bạn có thể tắm cho con chuột của mình bằng cát nha. Còn đối với cái việc mà các bạn tắm nước á, thì mình không khuyến khích các bạn tắm cho hamster bằng nước nha. Chỉ trừ khi những cái khi nào mà con chuột của bạn nó, cái lông của nó dơ quá, hoặc là nó bị dính cái chất bẩn gì đó mà các bạn tắm cát nó không sạch á, thì các bạn có thể tắm nước. Và nhớ là tắm nước là phải tắm vào buổi sáng có nắng nha. Bạn tắm xong rồi phơi nắng cho nó luôn. Hoặc là các bạn có ở nhà có máy sấy thì sấy nhẹ nhẹ cho nó, cho lông nó khô. Và tắm bằng nước ấm và tắm nhanh cho nó nha. Chứ đừng có chăm tắm mà lâu quá thì có thể là con chuột của bạn nó sẽ bị bệnh cảm đó. Bệnh cảm thì rất là khó trị luôn đó. Rồi, và cái cách tắm này thì các bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại hamster. Từ hamster bia đồ thì các bạn tắm cát đồ thì nó cũng tương tự vậy thôi. Rồi, và sau khi mà tắm xong á, thì cái tay các bạn nè, đấy, nó sẽ rất là dơ. Vì thế là các bạn lưu ý là lấy xà bông đồ rửa tay sạch sẽ nha. Rồi hạ bốc đồ ăn ăn nha. Thôi bốc đồ ăn ăn là có khi bị cái bạn bị bệnh luôn á. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video nhỏ nhỏ như thế, và một tí nữa mình sẽ cố gắng edit xong rồi chiều nay đăng cho các bạn xem luôn. Rồi ngày mai mình sẽ làm một cái video, chắc là video chế tạo đồ chơi nha. Chế tạo đồ chơi đi, tại vì cũng lâu quá mình không có thời gian làm những cái video dài dài như thế rồi. Đấy, cho nên là hôm ngày mai mình sẽ làm một cái video chế tạo đồ chơi đăng lên cho các bạn xem nha. Rồi ok, rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nha. Hình như là cái kênh của mình cũng được gần được 10.000 sub rồi các bạn. Hình như còn có mười mấy bạn hay gì đó. Hồi nãy mình mới lên mình nhớ mày mày là còn mười mấy bạn á. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ subscribe nhiều nhiều cho mình để cho mình nhanh có được 10.000 sub nha các bạn. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.